chào tất cả cô chú anh chị các bạn. Hôm nay mình vô chợ á, mình ghé đây thưởng thức cái món bánh bột lọc nha, giới thiệu những cái món ăn đặc sản trong chợ Phan Thiết cho cả nhà mình. Đây là bánh bột lọc. Cái này bán ký hả chị? Bao nhiêu tiền một ký chị? 140 một ký cả nhà mình. Đây là bánh bột lọc nhân tôm nè. Hấp dẫn chưa? Cái này là nước mắm. Thao nước mắm. 140 ký. Cả nhà mình có số điện thoại nha. Số điện thoại nè, 0338462836 của Mỹ. Ở đây còn bán mứt dừa non nữa nè cả nhà mình. Mứt dừa non. Xong cái địa điểm tiếp theo mình sẽ đi tìm một cái món ăn. Hôm nay có cái cô bé Nhung này nè, ở trong chợ dẫn Thi Su đi tới mấy cái chỗ hàng ăn ngon ở Phan Thiết ha. Đây. Em Nhung. À dạ. Hello mọi người. Thi Su rất là thích ăn cháo cho nên là nó Nhung dẫn đi tìm cái hàng cháo ghẹ trong chợ lớn. Cháo ghẹ. Có cháo ghẹ. Thôi ăn cháo chả cũng được, ăn cháo chả đi. Ăn gà đen đi. Dạ ăn. Ăn cháo. Rồi ăn cháo. Ăn cháo với ăn gỏi cuốn nha cả nhà mình. Này. Trong chợ mình nhiều hàng bán đồ ăn ngon không? Có lấy nữa thì ăn, lấy thì ít thôi, lấy nữa mình vô chợ mình ăn. Ăn gì nữa? Bún thịt nướng là mì quảng là gì đó. Được không? Ăn cháo rồi còn ăn bún thịt nướng nữa, ăn sao nổi trời. Là mấy đá đang ăn chè. Đang ăn chè đi, lấy nước ăn chè đi. Đây là cháo. Múc một muỗng cháo thôi chị à. Còn ăn cái này nữa nè. Xong ăn, lấy nữa thì ăn cái gỏi cuốn này. Này nước mắm. Mắm này ăn gỏi cuốn này. Dẫn không? Đi vô chợ lớn hoài cho mình nhiều lúc nhiều cái món nào ở đâu ngon là chỉ có thổ địa mới biết thôi. Cháo này mình sắc hả? Sắc chả nè. Với hành ngò xin. Chả lá. Đó, cái đó cho bé Nhung đi. Em ăn chặt cuốn thì ăn cháo đi. Ủa? Vậy hả? Rồi một tô cháo. Ấy lúc ăn một đợi một món khác. Trời đất ơi nhiều quá sao ăn cho hết nổi đây. Đây cho em ạ. Lời cảm ơn chị. Đây cả nhà mình. Nhung lấy cái này à, chị để cái tô cháo lên Nhung. Rồi chị cảm ơn. Đây cả nhà mình, đây là tô cháo. Cháo chả. Em ăn gỏi cuốn hả? Đây chờ chị lấy. Này là mới sáng sớm à, mới có 8 giờ rưỡi sáng à. Vô thưởng thức các món ăn. Nhưng mà ăn chả cuốn nè. Thôi ăn đi, ăn cái này đi. 12 ngàn.
đây là Thổ Địa hướng dẫn cách ăn luôn nha cả nhà mình. Ăn là chấm một chấm rồi ăn á. Ngon không? Ngon à? Đây, ăn cái cuốn này hấp dẫn lắm á. Đó, trong này là có cái gì trong đó bé Nhung? Trứng nè, chả cuốn, đậu răm. Đậu răm hình như con có hẹ, lá hẹ, chả nem luôn. Mai mốt là sẽ có em này đi review món ăn chung với Tí Xu à. Các bạn cùng đi chơi chung. Ở đây bây giờ thì mình sẽ vô đây mình thưởng thức cái món này của mình đi. Mốt ra từ nãy giờ nè, ớt nè, quá trời ớt luôn. Bỏ ớt ra. Đây cả nhà mình, đây là cháo chả hả? Trời ơi, còn nóng lắm, để từ nãy giờ mà còn nóng hổi à. Ăn tô này no thôi chứ còn ăn gì nữa Nhung ơi. Ăn trời ơi, chị ăn nửa tô thôi này, nguyên cả tô chà bá. Mà chờ nó nguội chút nha cả nhà mình. Đây là chả ha, chả hấp nè. Này là chả ram. Này là trứng cút. Trứng cút này cả nhà. Ở đây cả nhà mình Tí Xu ngồi đi, bạn kia thưởng thức cái chả cuốn, còn Tí Xu thì sẽ thưởng thức thử cái cuốn chả giò này, chả giò ở chả chiên cá trích. Cái chả giò giòn rụm rất là thơm luôn. Ăn chè đi. À, theo chân Thảo Địa đi ăn chè. Ăn chè nha cả nhà mình. Dạ. Ăn chè. Cho em ly bông cỏ này đi. Nhung ăn gì Nhung? Là một cái bông cỏ một xăm. Sáng chị nói trễ quá hả? Đây là bông cỏ. Một ly bao nhiêu tiền chị? 15.000 nha cả nhà mình. 15.000 một ly. Và đã giờ. Rồi em cảm ơn. Cho bạn này một ly xăm. Vậy em chọn đi. Thôi tay bông không bỏ, còn gì bỏ hết ha. Cái nào mà không bỏ thì phải tính tiền gấp đôi, bỏ vô, tính cho nhiều tiền vô. Cả nhà mình đây là xăm, cái này là vải nè, đây là cũng vải khô với lại táo tàu nè, cái này là thạch dừa, này bông cỏ, bông lựu, hạt lựu, hũ trơm, đậu xanh, đậu đỏ, đậu bi, sô sa, cái gì, hũ trơm hả? Hũ trơm, hũ giòn, hũ giòn, hũ giòn,
nước đường này là hạt lát rồi cái gì ba bao đó. Rồi quán đây nha cả nhà mình, quán của chị Thủy nè, chè đá nè. Cái đó đây cả nhà mình nha, đây là tiệm chè, ăn chè. Vô đi chị, ăn đi một ly sâm. Này cả nhà mình bánh lăng một dĩa là nhiêu tiền chị? 12 ngàn cả nhà mình bánh lăng. Rồi, bánh lọt. Bên này là em Nhung đang ăn sâm bổ lượng. À đây là bánh lăng rồi, có banana vô rồi nè. Dạ sâm bổ lượng, cái này đem đi cho khách ha. Dạ rồi. Ok cả nhà, sáng giờ ăn kia hết 38 ngàn, với hai cái ly này nữa 30 ngàn thì mới có 68 ngàn. Ăn sáng hai người 68 ngàn. Đây là đây là ly bông cỏ nè, mà đều ăn no luôn á. Nên là ai mà về chợ Phan Thiết thích ăn hàng thì có đi vô tiệm sâu hoa cầm 100 ngàn ăn no tới chiều luôn đó. Đây là bông cỏ, mời cả nhà thưởng thức bông cỏ. Ngon. Rồi tuần sau lại vô ăn đủ với Nhung đi ăn nữa. Vô chợ ăn nào hết chợ thôi. Hết món chợ luôn cả nhà. Ngon là video clip này đi show dần ở đây ha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Đây là với Nhung. Chưa có người yêu hả? À, vẫn còn một thân, anh nào mà xem mà thấy muốn liên hệ với Nhung thì nhắn đi xô cho số điện thoại nha. Đây cả nhà, cái này cô bán hàng cũng còn độc thân hả? Rồi trời, hôm nay độc thân nhiều quá. Đây là ba người độc thân nha cả nhà mình nha. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại. Chào cả nhà.